Đêm đến, Lăng Hà Biên nằm ở trên giường, trong tay giơ cao lên một cái tiểu hổ dáng dấp búp bê vải. Liền như vậy ngơ ngác nhìn, ánh mắt ngu dại, còn thỉnh thoảng lộ ra cười ngây ngô. Tiểu tử, nước miếng chảy ra. Bỗng nhiên, một tiếng nói già nua theo trong đầu vang lên. Lăng Hà Biên vội vàng dùng dấu tay mò khóe miệng là một chút. Lập tức minh bạch đây là lão tổ tại lừa gạt hắn đây. Lão tổ, dạng này có ý tứ ư? Lăng Hà Biên oán giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ta cũng không biết nên nói như thế nào tiểu tử ngươi tốt. Chẳng phải là tiểu cô nương kia đùa ư? Về phần nhìn kỳ mấy cái giờ lại là ngần người lại là cười ngây ngô. Lăng lão tổ hừ lạnh một tiếng, dạy dỗ. Không có, lão tổ, ngươi chờ nói lung tung. Lăng Hà Biên mặt đỏ lên, các bách ngụy biện nói. Được rồi đi, ngươi tiểu tử này chẳng phải là đối tiểu cô nương kia có ý tứ ư? Còn không dám thừa nhận. Nhớ năm đó ta như ngươi lớn như vậy thời gian, hồng nhan tri kỷ đều không biết có bao nhiêu. Lăng lão tổ lấy trưởng bối giáo huấn vãn bối khẩu khí nói. Lão tổ, ngươi nhỏ như vậy liền như thế hoa tâm. Lăng Hà Biên mặt lộ cổ quái nói. Tất nhiên, lăng lão tổ không khỏi cảm khái một câu, nhưng phản ứng lại, lập tức chửi ầm lên. Ngươi cái này hôn tiểu tử nói ai hoa tâm, ta gọi là phong lưu, hiểu không? Không đều một cái ý tứ, Lăng Hà Biên trong miệng lầm bầm. Có thể giống nhau sao? Hoa tâm nói là, lăng lão tổ vừa định giải thích. Nhưng đột nhiên tưởng tượng, hoa tâm cùng phong lưu trên bản chất còn thật không có gì khác biệt. Chỉ là phong lưu nghe tới dễ nghe hơn một chút thôi. Được rồi, không cùng ngươi cái này tiểu thí hài chấp nhặt lão tổ hỏi ngươi. Ngươi thật đưa thích tiểu cô nương kia ư? Lăng lão tổ ngữ khí đột nhiên biến đến 10 điểm nghiêm chỉnh nghiêm túc. Lão tổ, ngươi thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Lăng Hà Biên bị hỏi rạng rỡ ửng đỏ, bắt lấy tiểu hổ hoa tay cũng có chút căng thẳng. Thế nào, liền chút chuyện nhỏ này cũng không dám thừa nhận. Lăng lão tổ âm thanh mang theo vài phần giễu cợt nói. Tiểu tử, không phải lão tổ nói ngươi, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ sợ liền nhân ra một người có mái tóc tia cũng không xứng với. Lăng Hà Biên yên lặng gục đầu xuống, hắn lại làm sao không biết rõ. Bất quá nha, lão tổ lại có cái tốt đề nghị. Đột nhiên, lăng lão tổ chuyển đề tài cười nói. Chỉ cần ngươi rời đi tiểu trấn này, ra ngoài sông sáo. Bên ngoài đây chính là cơ duyên kỳ ngộ nhiều vô số kẻ. Đợi ngươi có một ngày ngạo thị cái này tu tiên giới thời gian, lần nữa trở về, đến lúc đó. Cho dù tiểu cô nương kia cha bản sự rất mạnh, nhưng ngươi ra lệnh một tiếng, tu tiên giới 10 vạn cường giả chạy tới. Cái gì hợp thể tu sĩ a, tại thừa lão tổ, độ kiếp lão quái đều quỳ ở trước mặt ngươi. Chẳng diện kia có to lớn á, đừng nói là tiểu cô nương kia cha, có lẽ tiểu cô nương kia khẳng định cũng sẽ bị ngươi mê đảo. Lăng lão tổ âm thanh mang theo vài phần dụ dỗ nói. Lão tổ, ngươi là nói bình thư đây? Lăng Hà Biên yên lặng chốc lát, nhẹ giọng nói ra. Ta nói cái gì bình thư à? Ta là nói cho ngươi phương pháp, hiểu không? Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được tiểu cô nương kia ư? Lăng lão tổ chất vấn. Lão tổ, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Lăng Hà Biên lắc lắc đầu nói. Ngươi tiểu tử này làm sao lại đầu óc chậm chạp ba? Nơi này nơi nào tốt? Khắp nơi cất giấu nguy hiểm không nói, còn lộ ra cổ quái, cái kia học đường cũng vậy. Lăng lão tổ đột nhiên ngừng nói. Học đường nơi nào cổ quái? Lăng Hà Biên nghi ngờ nói. Được rồi, không nói. Nói lấy, lăng lão tổ âm thanh im bặt mà dừng, cho dù Lăng Hà Biên lại thế nào truy vấn, lăng lão tổ cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Khiến trong lòng Lăng Hà Biên càng kỳ quái, vì cái gì lão tổ sẽ nói học đường có gì đó quái lạ? Đại Ngụy Vương Triều, kinh thành trong hoàng cung, Tào Tiểu Lệ thần tình nghiêm túc, lật xem trong tay ổ vàng thư tịch, không biết qua bao lâu. Vậy mới đem thư tịch đặt ở trên thư án, chẳng lẽ ta thật không thích hợp tu luyện cái này vô thượng cổ tịch đạo pháp ư? Tào Tiểu Lệ thần tình đột nhiên biến đến 10 điểm mười oải. Mặc dù hắn cả ngày lẫn đêm nghiên cứu bản này theo thái tổ truyền xuống tới vô thượng cổ tịch, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng biết mà đến mặt một ít chữ, nhưng cái này lại có cái gì dùng, không cách nào cảm ngộ ra đế hoàng chi đạo. Vậy hắn thủy chung cũng chỉ là một cái vương triều người thừa kế thôi. Không được, ta không thể dễ nổi giận như vậy. Trong đầu của Tào Tiểu Lệ đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Thân ảnh kia có một trương thiên chân khả ái mặt nhỏ, cười lên rất là ngọt ngào. Ta nhất định sẽ lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo. Trong mắt của hắn vẻ ai lập tức biến mất, thay vào đó là kiên nghị. Mà giờ khắc này, tại bên ngoài thư phòng đang có hai đạo thân ảnh nhìn chăm chú lên tình huống bên trong. Trong đó một đạo thân ảnh than nhẹ một tiếng. Nhớ năm đó ta cũng chỉ là giữ vững được mấy tháng liền từ bỏ. Không nghĩ tới Lệ Nhi lâu như vậy cũng không nghĩ qua buông tha. Vĩnh Văn Đế quay đầu nhìn về phía một bên thân hình gầy còm lão thái giám. Đại bàn, người nói hai từ này vì cái gì có thể kiên trì lâu như vậy? Ta cũng nghĩ thể thái tôn điện hạ nghị lực khác hẳn với người thường. Lão thái giám cung kính nói khẽ. Có lẽ vậy. Vĩnh Văn Đế lắc đầu, quay người chậm rãi rời đi. Lão thái giám theo sát phía sau. Đột nhiên, Vĩnh Văn Đế bước chân dừng lại. Ngay sau đó một thanh âm truyền ra. Đại bàn, nếu không ta để Lệ Nhi giám quốc, chúng ta đi cái kia tiểu trấn nhìn một chút. Ta thật tò mò cái kia có thể đem ta tôn nhi mê đến cơm nước không vào tiểu cô nương trưởng thành đến thế nào. Bệ hạ, cái này không được. Ở vào thiên nam đại lục bên ngoài hắc hải bên trong, có một tòa tối tăm không ánh mặt trời hòn đảo. Ở trên hòn đảo có một tòa vàng son lộng lấy cung điện. Giờ phút này, một tiếng nói già nua ở trong cung điện kéo dài vang vọng. Không có khả năng,
Hỗn độn chung không có khả năng phạm sai lầm. Các vạn cổ đệ nhất tông thần tử chắc chắn tại Thiên Nam đại lục nào đó một chỗ. Bây giờ chỉ sợ thần tử đã trải qua bắt đầu bi bô tập nói, tập tĩnh học theo. Nghe lấy cái này thanh âm già nua, chúng đệ tử vạn cổ đệ nhất tông nhộn nhịp rủ xuống đầu, không dám nói, tính toán, vẫn là để bản tọa xuất mã. Vừa mới nói xong, một đạo bạch mang theo hòn đảo một chỗ đỉnh núi cao bên trong kích xạ mà đi. Tốc độ cực nhanh, như là cỗ sao chổi, biến mất tại đường chân trời. Sư tôn, nhiều người của chúng ta như vậy đều không tìm được thần tử, mà lão tổ chỉ có một người, ngươi nói lão tổ có thể hay không tìm tới thần tử. Lúc này, một cái xinh đẹp nữ tử hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh thanh lãnh nữ tử, dò hỏi, ta muốn lão tổ hẳn là có tìm kiếm xuất thần tử vị trí phương pháp. Thanh lãnh nữ tử trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng hồi đáp, ta lão tổ có tìm kiếm thần tử phương pháp, vì cái gì phía trước không lấy ra tới a? Cô gái xinh đẹp kia trong miệng không khỏi phàn nàn nói, cuối cùng có thể thoáng cái xác nhận thần tử vị trí, làm gì còn muốn xuất động trong tông môn một đám tu vi cao đồng môn đi tìm. Ngươi còn lắm miệng. Thanh lãnh nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại nữ tử xinh đẹp đầu đỉa một cái, lão tổ lúc trước không lấy ra tới, vậy đã nói rõ phương pháp kia không phải có thể tùy tiện sử dụng, hoặc là nói sử dụng loại phương pháp này có nào đó hạn chế. Nữ tử xinh đẹp bừng tỉnh hiểu ra, vậy không phải nói qua không được bao lâu thần tử liền sẽ bị lão tổ mang về. Ta nhớ đến vừa mới lão tổ nói thần tử đến bi bô tập nói niên kỷ, không biết rõ trưởng thành đến đáng yêu không. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đi qua 2 tháng, theo lấy thời gian dần dần trôi qua, đại ni bụng dưới dần dần nhô lên, nội tâm bộ phàm dâng lên một cỗ cảm giác tự hào, bởi vì hắn rõ ràng tiếp qua mấy tháng, hai tử này liền sẽ sinh ra. Bất quá, lại nói trở về, nếu là đại ni trong bụng hai tử thật giống tiểu hỷ bảo nói như vậy, là cái tiểu muội muội, vậy hắn nhà có thể hay không âm thịnh dương suy một chút. Kỳ thực đối với nam hài vẫn là nữ hài vấn đề, bộ phàm cảm thấy chỉ cần là chính mình đều ưa thích, nếu là cứng rắn muốn lựa chọn, hắn càng thiên hướng cái sau. Chỉ là có câu nói, bộ phàm vẫn là vô cùng nhận đồng. Mỗi cái làm cha có nhiều yêu thương nữ nhi, như thế các loại nữ nhi lấy chồng thời điểm liền có rất đau lòng. Tuy là tiểu mãn cùng tiểu hỷ bà còn không tới lấy chồng niên kỷ, nhưng mỗi khi nghĩ đến 2 cái khuê nữ, không đúng, là 3 cái khuê nữ phải lập gia đình thời điểm, bộ phàm đều sẽ yên lặng 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, than thở. Không sai, giờ phút này, bộ phàm liền đứng ở trong sân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, xem như đã từng cũng là cung cấp qua nhà người ta cải trắng. Nhân u, hắn cuối cùng là lý giải nhạc phụ gả nữ thời gian cảm thụ, nếu không định một ít điều kiện, tỷ như, muốn cưới hắn khuê nữ người, nhất định cần đánh bại hắn, cuối cùng, liền hắn đều đánh không được, hắn sao có thể yên tâm đem khuê nữ giao cho người khác. Một bên tiểu mãn cầm lấy chổi, khuôn mặt trắng nõn hoài nghi nhìn một chút tựa ở trên ghế đu thỉnh thoảng thở dài cá ướp muối lão cha. Trong lòng nghi ngờ, cái này cá ướp muối lão cha hôm nay lại làm sao? Mấy ngày trước, con đại hỉ như điên, nói là nghĩ tới tương lai tên của hài tử, hôm nay lại một mặt ủ máy trao dáng dấp, phảng phất như gặp phải một ít bực mình sự tình. Cá ướp muối lão cha, hắn đây là lại lên cấp. Bộ phàm không khỏi để mắt liếc nhìn tiểu mãn, lại nói nếu dựa theo thời đại này, tiểu mãn niên kỳ cũng để nói chuyện cưới gả tình trạng. Tiểu mãn, tới, có chuyện hỏi ngươi một thoáng. Bộ phàm đột nhiên suy nghĩ cái gì, nụ cười rất là thân thiết, ngoắc ngoắc tay, phảng phất là một cái ngay tại dẫn dụ tiểu muội muội quái thúc thúc. Có chuyện gì nói thẳng, ta nghe thấy. Tiểu mãn không hề bị lay động, nói đùa, để nàng đi qua, nàng liền đi qua. Vậy nàng không phải thật mất mặt, được thôi. Tiểu mãn, ta hỏi ngươi kiện sự tình à, ngươi cảm thấy dạng gì nam tử phù hợp ngươi khẩu vị? Đối với tiểu mãn trong lòng cái kia ngạo kiều lời nói, bộ phàm giả bộ như không nghe được, lập tức cười nói, ngươi hỏi thế nào cái này? Tiểu mãn một mặt cổ quái nói, liền là hỏi một chút nhìn, ngươi cảm thấy như đại sư huynh của ngươi loại kia thế nào? Bộ phàm cũng không trả lời, mà là lại hỏi, đại sư huynh không tệ à, trưởng thành đến tốt, đối xử mọi người cũng thân thiết. Tiểu mãn suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, kỳ thực nàng còn có một câu không nói, đó chính là tương lai đại sư huynh sẽ rất mạnh, cái kia nếu để cho đại sư huynh của ngươi làm người đạo lữ, ngươi cảm thấy thế nào? Mắt bộ phàm sáng lên, tại sao muốn để đại sư huynh làm ta đạo lữ? Anh, tiểu mãn ngơ ngác một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kiếp trước đại sư huynh thân là tu tiên giới mạnh nhất luyện khí kỳ vẫn luôn là một thân một mình, như thế một thế này cũng gần như, dựa theo lão nương thuyết pháp, đây là chú cô sinh. Nhìn xem tiểu mãn một mặt lơ mờ dáng dấp, trong lòng bộ phàm buồn bực, hắn đều nói đến như vậy rõ ràng nha đầu này còn nghe không hiểu, hơn nữa nha đầu này còn không biết xấu hổ nói người khác chủ cô sinh. Tiểu mãn, bộ phàm thở dài đi tới tiểu mãn trước mặt, vô vỗ tiểu mãn đầu vai, nguyên lai tưởng rằng nha đầu này chỉ thông minh không thế nào cao, hóa ra liền ép cũng không quá được à. Thế nào, nhìn qua trước mặt lải nhải cá ướp muối lão cha, tiểu mãn trong lòng càng không hiểu, tông còn thấy hôm nay cá ướp muối lão cha là lạ. Không có gì, ta chỉ là cảm khái thôi. Bộ phàm lắc đầu, nhìn tới nhà đầu này ở kiếp trước cũng là sống vô dụng rồi. Nhớ năm đó hắn thật sớm liền đem hài tử mẹ nàng cho gạt, nhà đầu này làm sao lại không di chuyển hắn tốt đẹp gen đây. Bất quá, như vậy cứng thiết, sau đó không cần lo lắng cái gì.
Phụ thân, chúng ta trở về. Lại tại lúc này, ngoài sân một chiếc xe dê dừng lại. Tiểu Hỷ bảo Cao Hứng theo trong thùng xe nhảy xuống tới. Cao Hứng bừng mừng xông vào trong nhà. Sau lưng một cái tiểu ma tước vỗ vội cánh theo sát phía sau. Ú, ta nữ nhi ngoan về nhà. Bộ phàm đem vò tới Tiểu Hỷ bảo bế lên. Hôm nay bên ngoài công bà ngoại nhà có nghe lời hay không? Nghe lời, bất quá tiểu di không nghe lời. Con chọc ông ngoại bà ngoại giận rồi. Thanh âm Tiểu Hỷ bảo manh manh. Bộ phàm không còn hỏi cũng biết nhạc phụ nhạc mẫu vì cái gì giận rồi. Bỗng nhiên, Ni đến vừa mới hỏi Tiểu Mãn vấn đề, hắn vừa cười hỏi. Đúng rồi, Tiểu Hỷ bảo, cha hỏi ngươi một vấn đề có được hay không? Tốt, Tiểu Hỷ bảo chớp chớp linh động mắt to. Ngươi cảm thấy dạng gì nam hài không tệ? Bộ phàm ho nhẹ một tiếng. Như kiếm bảo, lai bảo đồng dạng đáng yêu nghe lời. Tiểu Hỷ bảo thiên chân khả ái nói. Bộ phàm sắc mặt thoáng cái không tốt. Cái này hai tiểu hỗn đàn. Bất quá Tiểu Hỷ bảo ưa thích như phụ thân đồng dạng. Tiểu Hỷ bảo điềm nhiên hỏi, thật ngoan, không hổ là tâm can bảo bối của ta. Bộ phàm nghe xong lời này, trong lòng phảng phất muốn hòa tan đồng dạng, lập tức yêu chiều đem mặt hướng Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ cọ sát. Phụ thân, ngứa. Tiểu Hỷ bảo đùa đến khanh khách cười không ngừng. Mà giờ khắc này, Đại Ni cùng Tiểu Ni cũng theo xe dê xuống phía sau, đi vào trong nhà, liền gặp được cha con tình thâm một màn. Tiểu Mãn, cha ngươi cùng muội ngươi đây là thế nào? Tiểu Ni nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Mãn nói, ta cũng không biết, cha ta từ sáng đến tối đều cổ quái quái. Khả năng là thời mãn kinh lại nghiêm trọng. Tiểu Mãn nhún nhún vai. Cùng lúc đó, Đại Ngụy, phía nam một chỗ núi non trùng điệp trên bầu trời, một cái nhìn lên ước chừng 4-5 tuổi dáng dấp trong tay hài đồng cầm lấy một cái hình dáng như chung trùng đồng. Giờ phút này, chung đồng tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt cuồng sáng. Cái này hài đồng một bộ trường bào, rõ ràng non nớt mặt nhỏ lại lộ ra cùng tuổi tác cũng không tương xứng vẻ ngưng trọng. Hỗn độn chung chỉ có thể đại khái xác nhận hỗn độn thần tử vị trí. Bất quá, có lẽ liền tại phụ cận. Tay hài đồng khẽ đảo, trong tay chung đồng hư không tiêu thất. Theo sau thân hình hắn chậm chậm từ trên không trung rơi vào trên quan đạo, đầu này quan đạo thẳng tắp kéo dài lấy, không biết thông hướng nơi nào. Hài đồng không nhanh không chậm, chậm rãi đi về phía trước, cộc cộc cộc, không biết đi được bao lâu, đột nhiên vang lên một trận xốc xách tiếng vó ngựa. Chỉ thấy quan đường xa một đội cưỡi ngựa người cuốn cuộn mà tới, vung lên một trận phô thiên cái địa bụi đất, trong đó có người phía sau còn có một cây cờ xí, phía trên dòng bay phượng múa viết một cái mũi tên chữ. Hài đồng chỉ là thản nhiên nhìn một chút, cũng không đem để ở trong lòng. Dừng lại cho ta. Nhưng lại tại lúc này, đội nhân mã này dẫn đầu một tên dáng người khô ngô lão hán giơ tay lên, sau lưng một đám đội ngũ lập tức lôi kéo dây cương, theo sát từng tiếng suy chữ truyền ra. Cái đội ngũ này dừng lại. Tiểu hài, ngươi thế nào một người tại nơi này? Ngươi nhà ngươi đây? Một cái hèn mọn âm thanh truyền ra. Hài đồng bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn qua dẫn đầu vóc dáng kia khô ngô lão hán. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Gần nhất tống lại tử thế như một người bận rộn, tiêu cục làm ăn chạy, cùng phía trước Chu Minh Châu làm gửi thư mua bán cũng là phát triển không ngừng. Không phải sao, cái này Thiên Huyện Thành có cái phú thương có mua bán cùng hắn hiệp đàm. Tống Lại Tử liền dẫn tiêu cục mấy cái huynh đệ đi huyện thành nói mua bán. Ai biết nửa đường gặp được một đứa bé lẻ loi trơ trọi đi tại trên đường lớn. Như loại này tình huống, chỉ cần là cái có lương tâm người cũng sẽ không nhìn như không thấy. Thế nhưng để Tống Lại Tử tuyệt đối không nghĩ tới chính là trước mắt dáng rất nhìn lên ước chừng 4-5 tuổi hài đồng nói chuyện lời nói dĩ nhiên là một cái già nua vô cùng âm thanh. Kỳ thực không chỉ là Tống Lại Tử giật mình, liên cùng sau lưng Tống Lại Từ một đám tiêu khách cũng một mặt kinh ngạc nhìn đứa bé kia. Mà giờ khắc này, Thiên Tuyền lão nhân ánh mắt quét mắt trước mắt đội nhân mã này, cuối cùng đem ánh mắt tập trung đến trước mặt dáng người khôi ngô lão hán trên mình. Ánh mắt lộ ra rất hứng thú. Cái này cường tráng lão hán huyết khí cực kỳ tràn đầy, thoạt nhìn như là tu sĩ. Vừa vặn bên trên không nửa điểm linh lực ba động, cái này rất rõ ràng liền là một phàm nhân. Một phàm nhân huyết khí có thể đạt tới như vậy tràn đầy tình trạng, trên đời này thế nhưng rất ít gặp. Hơn nữa, không chỉ trước mắt cường tráng lão hán, liên cương tráng lão hán sau lưng cả đám ngựa huyết khí cũng tương đối tràn đầy, không chút nào yếu hơn luyện khí kỳ tu sĩ. Xuống, tranh thủ thời gian cho ta xuống. Cùng lúc đó, Tống Lại Tử ánh mắt lấp lóe mấy lần, lập tức tung người xuống ngựa phía sau, thúc giục sau lưng một đám tiêu khách tranh thủ thời gian xuống ngựa. Một đám tiêu khách cùng nhau mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Tống Lại Tử lời nói một cái tiếp một cái chờ mình xuống. Tiền bối, vừa mới là ta mắt vụng về, sai đem tiền bối xem như một cái lạc đường hài tử, có nhiều đắc tội, xin tiền bối thứ tôi. Tống Lại Tử bước nhanh đi tới Thiên Tuyền trước mặt lão nhân, tranh thủ thời gian cung kính ôm quyền khom người. Giờ phút này cái kia nhìn lên hung ác hèn mọn mặt mo tràn đầy nịnh nọt tươi cười. Đổi lại đồng dạng hài đồng không chừng sẽ bị Tống Lại Tử cái kia hung ác hèn mọn mặt mo hù dọa khóc. Nhưng Thiên Tuyền lão nhân cũng không phải hài đồng. Người biết ta? Thiên Tuyền lão nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị. Văn bối không phải nhận thức tiền bối, nhưng tiền bối trên mình tản ra đặc hữu vương bá chi khí, để văn bối thật sâu quỳ lễ, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Tống Lại Tử miệng lưỡi lưu loát, trong giọng nói tràn đầy sùng bái vẻ kính sợ. Mà sau lưng Tống Lại Tử một đám tiêu khách trợn tròn mắt, bọn hắn tổng tiêu đầu đây là thế nào? Thế nào không lý do gọi một cái tiểu thí hai tiền bối, còn chụp đến mông ngựa tới, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian gọi tiền bối nha.
Tống Đại Tổ lập tức tức giận đối sau lưng một đám mắt trợn tròn tiêu khách quát to. Một đám tiêu khách đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút bộ dáng kia ước chừng 4-5 tuổi hài đồng. Để bọn hắn gọi như vậy hài đồng tiền bối, bọn hắn thực tình gọi không ra. Tiền bối, ta những huynh đệ này không có gì nhãn lực, tiền bối chớ trách. Tống Đại Tổ lại cung kính nói, không có chuyện gì. Thiên Tuyền lão nhân vẫy vây tay, hắn cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, huống chi những người trước mắt này cũng không đắc tội hắn. Bất quá, muốn hắn tại tông môn không biết bế quan bao nhiêu năm, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp được như vậy một cái thú vị người lạ kỳ, còn không cần tạ tiền bối. Tống Đại Tổ lại đối một đám tiêu khách hét lớn một tiếng, tạ tiền bối. Một đám tiêu khách tuy là một mặt mộng bức, không làm rõ được Tống Đại Tổ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là nhộn nhịp làm theo. Cuối cùng, Tống Đại Tổ thế nhưng đầu lĩnh của bọn họ, Tiêu A Nhi, người rất không tệ, ta cái này có một bình đan dược, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Khả năng là bị Tống Đại Tổ một trận vỗ mông ngựa đến dễ chịu. Thiên Tuyền lão nhân nhìn Tống Đại Tổ nhìn đến có chút thuận mắt, liền hơi vung tay, một bình sứ nhỏ đột nhiên xuất hiện, bay về phía Tống Đại Tổ. Tạ tiền bối ban thuốc, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Văn bối cũng tốt trở về cho tiền bối lập cho trường sinh bài vị. Tống Đại Tổ tiếp nhận bình sứ nhỏ phía sau, ánh mắt sáng lên, dáng vẻ lập tức cung kính, luôn miệng nói cảm ơn. Mà một bên một đám tiêu khách trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này coi như bọn hắn lại thế nào ngốc cũng biết giờ phút này chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, có thể tự nhiên biến ra đồ vật người tới làm sao có khả năng là một cái phổ thông hài đồng. Trường sinh bài vị liền miễn đi, bản tọa không cần. Thiên Tuyền lão già chậm chậm lắc đầu, cái kia không biết tiền bối có gì cần văn bối làm, văn bối chắc chắn xông pha khói lửa, không chối từ. Tống Đại Tổ nói đến gọi là một cái hào phóng sôi sục nói. Thiên Tuyền lão nhân con ngươi đảo một vòng, lão phu vừa vặn có chuyện yêu cầu ngươi làm. Anh, Tống Đại Tổ ngơ ngác một chút, lập tức trợn tròn mắt. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Thiên Tuyền lão nhân ngữ khí đột nhiên nghiêm túc mấy phần, nhưng phối hợp hẳn cái kia non nớt phấn nộn mặt nhỏ, thế nào nhìn thế nào buồn cười. Nhưng Tống Đại Tổ một chút cũng không cười nổi à? Hắn vừa mới chỉ là tâm bốc, không ngờ rằng vị tiền bối này thật yêu cầu hắn như vậy một tiểu nhân vật làm việc à? Đâu có đâu có, văn bối vừa mới chỉ là giật mình mà thôi. Lấy văn bối một giới phàm phu tục tử có cái gì có thể trợ giúp tiền bối? Tống Đại Tổ vẫn như cũ là cười rạng rỡ, nhưng giờ phút này trong lòng hắn khổ à? Hận không thể phiến chính mình hai cái tát, chỉ trách miệng thế nào nhiều như vậy. Nếu là sự tình khác, ngươi tự nhiên không giúp được ta, nhưng chuyện này ngươi lại có thể. Ta nhìn ngươi ăn mặc, có lẽ người ở phụ cận đây cũng là nhân vật có mặt mũi. Thiên Tuyền lão nhân cũng không thích người khác cao cao tại thượng nhìn hắn, thân hình liền dần dần trôi nổi lên, cùng Tống Đại Tổ ánh mắt đối diện. Tiên bối nói đùa, ta tại cái này nhiều nhất liền là cái chân chạy. Tống Đại Tổ cười đến rất là khiêm tốn, đổi lại bình thường hắn khẳng định sẽ nói khoác một phen, nhưng giờ phút này hắn thật không muốn nắm chắc à. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng, lần trước gặp được nhà hắn đại gia cũng liền là lão khất cái. Lúc trước hắn là thật không biết nhà hắn đại gia là có đại bản lãnh, nguyên cớ cái gì cũng dám nói. Mà lần này không giống với lúc trước, đi qua chấn trường một phen giáo dục, hắn biết tu tiên giới tồn tại một chút ưa thích du lịch hồng trần lão quái vật, gặp được đối với người thường khả năng là tạo hóa, tựa như nhà hắn đại gia dạng kia, nhưng cũng có thể là nguy hiểm. Bởi vì chấn trường nói qua như tu tiên giới một chút lão quái vật tính khí vô cùng cổ quái, một lời không hợp liền diệt tộc diệt quốc đều là chuyện thường xảy ra. Trong đó chấn trường còn giảng giải một chút lão quái vật đặc thù, tỉ như chế mắt lão già mù, lôi thối lết thích lão khất cái, già vẫn tráng kiện lão đầu tử lão nãi nãi các loại. Dù sao liền là chỉ cần gặp phải hành động đặc biệt cổ quái không bình thường, lão đầu lão thái thái liền muốn đặc biệt chú ý cẩn thận. Nguyên cớ khi nghe thấy trước mắt nhìn lên chỉ có 4-5 tuổi dáng dấp hài tử, lại có 7-80 tuổi ngữ khí dáng vẻ, trong lòng Tống Đại Tổ liền kết luận hắn gặp phải người không tâm thường. Ai biết đối phương có thể hay không một không vui liền diệt hắn. Ân, chân chạy vậy thì càng thích hợp. Thiên Tuyền lão nhân vừa ý gật đầu. Tống Đại Tổ khóc không ra nước mắt, nhìn tới việc này là thoát không hết, nhưng vì cái gì những chuyện này luôn bị hắn gặp gỡ a? Chấn trưởng không phải nói những lão quái vật này không phải dễ như vậy gặp phải ư? Tiền bối, văn bối lo lắng chính mình thân đơn lực mỏng không cách nào hoàn thành tiền bối người bàn giao sự tình. Tống Đại Tổ biết chính mình không trốn mất, cũng chỉ đành kiên trì lên. Ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù không làm được, bản tọa cũng sẽ không trừng phạt tại các ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đem chuyện này làm xong, bản tọa sẽ ban các ngươi một tràng nghìn to lớn tạo hóa. Thiên Tuyền lão nhân nhưng không biết Tống Đại Tổ muốn cái gì, thanh âm hắn giả nua, ngư khí bình thường. Hắn thấy Tống Đại Tổ nghe thấy hắn lời này, khẳng định sẽ rất xúc động. Cuối cùng, rất nhiều phàm nhân đều không thể chống lại tu sĩ cho dụ hoặc. Tiếp đó, đối với Thiên Tuyền lão nhân cái gọi là đại tạo hóa, Tống Đại Tổ còn thật một chút cũng không có hứng thú. Nguyện vọng của hắn vẫn luôn là lão bà hài nhi nóng hổ đầu. Bất quá, hắn vẫn là muốn biểu thị một thoáng. Cảm ơn tiền bối, Tống Đại Tổ một bộ cảm động đến rơi nước mắt ráng rắc. Cái kia không biết tiền bối yêu cầu vãn bối làm cái gì, giúp ta tìm một người, nói cho đúng là một cái 2-3 tuổi hài tử. Thiên Tuyền lão nhân chắp lấy tay nói khẽ, tiên bối, có thể hay không lại cụ thể một điểm, tỉ như hài tử kia gọi cái gì, bộ dạng dài ngắn thế nào. Tống Đại Tổ dùng tay khoa tay múa chân ra một chút thủ thế, nếu là biết hài tử kia gọi cái gì, bộ dạng dài ngắn thế nào, ta cũng sẽ không để các ngươi tìm. Thiên Tuyền lão nhân ngữ khí bình thản nói, tiên bối,
Nơi đây không phải khó xử người sao? Tuy nói chúng ta đó là cái địa phương nhỏ, nhưng 2-3 tuổi hải tử vẫn là thật nhiều. Tống Lại Tử khóc không ra nước mắt, cũng mặc kệ lời nói ra sẽ đắc tội Thiên Tuyền lão nhân, trực tiếp khóc kể lể. Mặc dù biết người trước mắt này là tu tiên giới lão quái vật không dễ trêu chọc, nhưng hắn đồng dạng cũng là không dễ trêu chọc tốt đi. Chính xác, tuy là bản tọa không biết rõ hải tử kia dáng dấp ra sao, thế nhưng hải tử vẫn có một ít đặc điểm. Đối với Tống Lại Tử tố khổ, Thiên Tuyền lão nhân cũng không thèm để ý. Hắn hơi suy tư chốc lát, nói khẽ: "Ta muốn tìm hài tử này cùng bình thường hài tử không giống nhau lắm, sớm thông minh, thiên tư thông minh, học cái gì cũng nhanh, lực lớn vô cùng, bình thường có thể giơ lên vượt qua bản thân đồ vật." Nghe xong Thiên Tuyền lời của lão nhân, trong đầu của Tống Lại Tử còn thật toát ra một người như vậy tới, không đối là hai cái. Từ nhỏ thiên tư thông minh, học cái gì cũng nhanh, lực lớn vô cùng, bình thường có thể giơ lên vượt qua bản thân đồ vật, vẫn là 2-3 tuổi hài tử. Cái này nói đến không phải là Tiểu Xuân nhà Kiếm Bảo cùng Lai Bảo ư? Phải biết Tiểu Xuân nhà hai cái tiểu hài tử nhỏ đã cùng bình thường hài tử không giống nhau. Hài tử khác tại leo thời điểm, Kiếm Bảo cùng Lai Bảo đã biết đi đường. Hài tử khác biết đi đường thời điểm, Kiếm Bảo cùng Lai Bảo liền đã sẽ tìm tiểu tỷ tỷ chơi. Tất nhiên, Tống Lại Tử đương nhiên sẽ không đem Kiếm Bảo cùng Lai Bảo tình huống đặc biệt báo cho trước mắt lão quái này vật nghe. Cuối cùng, chứ không nói Kiếm Bảo cùng Lai Bảo có phải hay không lão quái vật tìm kiếm người, liền nói lão quái này vật muốn tìm một cái 2-3 tuổi hài tử làm cái gì, có mục đích gì, hắn đều không rõ ràng. Vạn nhất Kiếm Bảo cùng Lai Bảo thật là lão quái vật tìm kiếm người, mà lão quái vật lại nghĩ làm hại Kiếm Bảo cùng Lai Bảo, vậy hắn không phải hại Kiếm Bảo cùng Lai Bảo. Thế nhưng tiền bối, mặc dù có hài tử thiên tư thông minh, nhưng ta cũng không cách nào biết hài tử kia có phải hay không tiền bối tìm kiếm người à? Tống Lại Tử ra về bất đắc dĩ dáng dấp nói: "Cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi đem phù hợp đặc thù hài tử đưa đến trước mặt ta, ta tự nhiên có biện pháp xác nhận có phải hay không ta tìm kiếm người." Thiên Tuyền lão nhân nói: "Tiền bối kia, ta đi nơi nào tìm ngươi à?" Tống Lại Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiên Tuyền lão nhân thần thức quét qua, phía đông vài dặm có tòa cũ nát đạo quan, các ngươi tìm tới người phía sau, đi nơi nào tìm ta? Nói lấy, Thiên Tuyền lão nhân thân hình như quỷ mị bỗng nhiên biến mất tại Tống Lại Tử trong mắt mọi người. Tiên nhân à! Thiên Tuyền lão nhân vừa biến mất, sau lưng Tống Lại Tử một đám tiêu khách lập tức ồ lên. Phía trước có Thiên Tuyền lão nhân tại, bọn hắn không dám nói gì, nhưng bây giờ người đều không thấy, bọn hắn đáy lòng đè ép đại sơn nháy mắt biến mất. Tống Tiêu Đầu, ngươi vừa mới là làm thế nào thấy được người kia là tiên nhân? Trong lúc nhất thời, một đám tiêu khách lao nhau hỏi thăm Tống Lại Tử. Tống Lại Tử đáy lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn không dám khinh thường. Cuối cùng hắn nhưng là nghe chấn trưởng nói qua tu vi cao tu sĩ có thể nghe thấy mấy dặm bên ngoài động tĩnh. Việc này các người cũng đừng hỏi. Tống Lại Tử lắc lắc tay, theo sau thân tình nghiêm túc nói, vừa mới vị tiền bối kia lời nói, các người cũng nghe thấy. Chúng tiêu khách cùng nhau gật đầu. Nhưng, vậy thì tốt, Dương Tử, Đông Tử, Hồ Tử, ba người các ngươi đi huyện thành cùng Lý lão bản nói mua bán, những người còn lại đều cho ta trở về. Phía sau, một đám tiêu khách chia hai đội nhân mã, một đội tiến về huyện thành, một đội cùng Tống Lại Tử chạy về Ca Lạc Trấn. Đến tiêu cục, Tống Lại Tử lập tức đem tiêu cục tất cả tiêu khách triệu tập lại. Tất cả tiêu khách cho là xảy ra đại sự gì, nhưng làm nghe nói để bọn hắn tìm kiếm 10 dạng 8 thôn thông minh nhất hài tử, lập tức đầu óc mơ hồ. Nhưng Tống Lại Tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, giao phó xong sau đó, liền rời đi. Cho Tống Lại Tử vừa rời đi tiêu cục mọi người nhất thời hỏi thăm về đi theo Tống Lại Tử ra ngoài mấy tên tiêu khách. Cái kia mấy tên tiêu khách cũng không che giấu đem chuyện trên đường 1 năm 1 mười nói ra. Một đám tiêu khách mắt trợn tròn, hóa ra bọn hắn Tống Tiêu Đầu là gặp được tiên nhân, còn bị tiên nhân ủy thác trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, tiêu cục chúng tiêu khách cũng không dám có chỗ lãnh đạo, nhộn nhịp bận rộn. Lão tổ, người biết chúng ta Tống Tiêu Đầu gặp phải cái kia tiên nhân là tu vi gì ư? Lăng Hà Biên tự nhiên cũng bị phân phối đi thôn phụ cận tìm người. Giờ phút này, hắn không hiểu hỏi, ngươi thật coi ta thần cơ diệu toán á? Lăng lão tổ tức giận nói, bất quá có thể sử dụng một kẻ phàm nhân làm việc, có lẽ tu vi cũng sẽ không quá cao, vậy cũng không biết rõ cái kia tiên nhân có thể hay không đối chúng ta Tống Tiêu Đầu bất lợi. Lăng Hà Biên lo lắng nói, cái này có cái gì thật lo lắng, có vị kia trấn trưởng tại, các ngươi Tống Tiêu Đầu có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không nhìn thấy các ngươi cái kia Tống Tiêu Đầu một lần tới liền đi ra ngoài, nếu như ta không đoán sai, hắn khẳng định đi tìm các ngươi cái kia trấn trưởng, còn thật bị Lăng lão tổ cho đoán trúng. Tống Lại Tử tại tiêu cục giao phó xong sau đó lập tức tiến về bộ phàm nhà. Giờ phút này, Bộ Phàm thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế đu đọc sách, mà Đại Ni, Tiểu Ni cùng Tiểu Hỷ báo trong phòng cho không xuất thế hai tử may quần áo. Hào hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân truyền đạo bên trong, hào hữu của ngươi Bạch Tổ Tố ở trong Thái Tuế Tiên cảnh tao ngộ thổ dân tu sĩ tập kích, hào hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt ở trong Thái Tuế Tiên cảnh tao ngộ thổ dân tu sĩ tập kích. Bộ Phàm lắc đầu, nhìn một chút Đại Ni sư tổ sư phụ hai người, quả nhiên tu tiên giới khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Tiếp xuống hào hữu tin tức đại đa số là liên quan tới một đám yêu quái đệ tử. Nhưng bỗng nhiên, một đầu hào hữu tin tức lập tức gây nên Bộ Phàm chú ý. Hào hữu của ngươi Tống Lại Tử ngẫu nhiên gặp một vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, thu được một mai đan dược, còn không chờ Bộ Phàm phản ứng lại, một cái to giọng đột nhiên truyền đến. Trấn trưởng, đã xảy ra chuyện lớn. Tống Lại Tử thân hình cực nhanh, bỗng nhiên xông vào trong nhà. Chờ một chút,
Mộ Phàm lập tức thò tay căn ngăn Tống Lại Tử lời kế tiếp. Ngươi mới vừa rồi là không phải gặp được một cái tu sĩ thần, chấn trưởng, ngươi là thế nào biết đến? Tống Lại Tử mặt lộ về kinh ngạc, hắn còn không nói đây. Chấn trưởng liền đoán được hắn trên đường gặp được một cái tu sĩ. Ngươi trước đừng quản ta là làm sao mà biết được, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ không phải là đem tu sĩ kia mang đến tiểu trấn đi? Mộ Phàm ánh mắt phức tạp nhìn qua Tống Lại Tử, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ á? Cảnh giới cao như vậy đều có thể bị Tống Lại Tử gặp phải? Không có không có, chấn trưởng, lần trước nghe ngươi, ta nào dám hướng chúng ta tiểu trấn mang một chút cổ quái kỳ lạ người á? Tống Lại Tử vỗ vỗ bộ ngực, nghiêm mặt nói, vậy là tốt rồi. Mộ Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhưng tưởng tượng cũng không thích hợp. Vậy ngươi vừa mới nói ra được đại sự chỉ là cái gì? Kỳ thực cũng không tính là cái gì đại sự á. Tống Lại Tử gái gái đầu, lộ ra thuần phát giản dị nụ cười. Cho ta nói thật, Mộ Phàm khuôn mặt trầm xuống. Rõ ràng cũng không phải là người thành thật thiết lập còn hết lần này tới lần khác cho hắn trang cái gì thành thật thuần phát à. Tống Lại Tử thế nhưng hiểu rõ Mộ Phàm làm người, thấy tình huống không đúng, vội vàng gặp đến Thiên Tuyển lão nhân đi qua đại khải nói ra. Ngươi nói là tu sĩ kia để ngươi giúp hắn tìm kiếm một cái 23 tuổi hài tử. Mộ Phàm kinh dị nói, đúng vậy à, hắn còn nói hài tử kia cùng phổ thông hài tử không giống nhau lắm, cực kỳ thông minh, khí lực cũng rất lớn. Tống Lại Tử gật đầu như dã tỏi, vậy hắn vì cái gì nhất định phải tìm như vậy một đứa bé? Mộ Phàm lông mày cau lại, chấn trưởng, ta không dám hỏi à, ta sợ ta biết quá nhiều, tu sĩ kia sẽ giết người diệt khẩu á. Tống Lại Tử khóc kể lể. Mộ Phàm chính giữa suy nghĩ cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ muốn tìm hài tử nguyên nhân, nhưng nghe thấy Tống Lại Tử lời nói, hắn thoáng cái bị chọc phát cười. Ngươi nói cái này Tống Lại Tử thông minh à, gia hỏa này nói chuyện không đâu. Có thể nói Tống Lại Tử vụng về à, gia hỏa này chính xác có nhãn lực sức mạnh, biết cái gì nên nói, biết cái gì nên hỏi. Ngươi sợ người khác giết người diệt khẩu, vậy ngươi còn đi trêu chọc hắn? Mộ Phàm tức giận trừng Tống Lại Tử một chút, việc này thật không thể oán ta, chấn trưởng. Đổi thành ngươi trên đường gặp được một cái lẻ loi chơi trọi 4-5 tuổi hài đồng, ngươi cũng sẽ đi hỏi thăm, thế nhưng ai biết vậy nơi nào là cái hài đồng à? Rõ ràng liền là một lão quái vật. Tống Lại Tử cái kia vô tội ánh mắt, nhìn đến Mộ Phàm có loại lông tơ thấu xương cảm giác. Tốt anh tốt à, việc này nghe tới chính xác không thể trách ngươi. Mộ Phàm bận biểu khoát tay, nếu là đổi thành hắn nhìn thấy trên đường lớn có một đứa bé, hắn còn thực biết cùng Tống Lại Tử đồng dạng đi hỏi thăm một phen. Cái kia chấn trưởng, ngươi nói chuyện này làm sao xử lý á? Vạn nhất tu sĩ kia tìm kiếm hài tử là làm tu luyện cái gì bảng môn tà đạo, vậy ta không phải thành đồng nữa. Tống Lại Tử lo lắng nói, khả năng này cũng không phải không có. Mộ Phàm hơi hơi suy tư, tu sĩ kia là một tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, ai biết cái này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ có phải hay không thọ nguyên sắp tận, dự định tìm kiếm một cái thiên tư thông minh hài tử đoạt xá. Tất nhiên cũng có một loại khác khả năng, đó chính là cái này độ kiếp hậu kỳ muốn tại thọ nguyên sắp tận tìm kiếm một cái truyền nhân y bát. Vậy làm thế nào á? Nếu là chúng ta không giúp hắn tìm tới hài tử kia, vậy chúng ta tiểu trấn không phải chơi xong? Tống Lại Tử hỏi, nhiều nhất là ngươi chơi xong. Bộ Phàm ngắt lời nói, chấn trưởng, hai ta là quan hệ gì à? Ta biết người chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Tống Lại Tử thoáng cái đi tới bên cạnh Bộ Phàm, dựng lấy bờ vai của hắn, rất là quen thuộc nói, ngươi cho ta dừng lại, hai ta thế nhưng không có cái gì quan hệ. Bộ Phàm vội vàng lui ra phía sau một bước, thật sự là Tống Lại Tử đột nhiên nhiệt tình như vậy, để hắn có chút không quá quen thuộc. Chấn trưởng, ngươi thế nào liền không thừa nhận đây? Ngươi quen chúng ta thế nhưng tương lai thông gia, nhà ta hương thảo thế nhưng ngươi con dâu tương lai à? Tống Lại Tử cười rạng rỡ nói, Bộ Phàm hết ý kiến. Tuy là phía trước Tống Lại Tử chính xác đề cập qua cái này một việc sự tình, nhưng hắn cũng không có thừa nhận qua. Lao Tống, không phải ta nói ngươi, ngươi tuổi tác đều bao lớn, thế nào còn vì lão không tuân theo, liền ngươi tiểu khuê nữ bây giờ cái kia tướng mạo, tương lai muốn lấy nàng người có thể từ tiểu trấn xếp tới kinh thành đi, ngươi lo lắng cái gì sức mạnh à? Bộ Phàm chửi bậy nói, lời này không thể nói như vậy, tất trấn trưởng, người khác ta không yên lòng, nhưng trấn trưởng nhà ngươi tiểu hoan bảo, ta khẳng định yên tâm, thật tốt cùng trấn trưởng ngươi khi còn bé đồng dạng. Tống Lại Tử một mặt tràn đầy tự tin dáng dấp, lại nói, ta cái kia khuê nữ thế nhưng không nhi tử ngươi không gả. Bộ Phàm đều sắp bị Tống Lại Tử lời nói đánh bại, việc này sau này hãy nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói tu sĩ kia sự tình, chỉ cần ở trong trấn nhỏ, ngươi cứ yên tâm đi, tu sĩ kia không dám làm loạn, chẳng lẽ bởi vì trấn trưởng ngươi? Mắt Tống Lại Tử sáng lên, tựa như liên tưởng đến cái gì, ta tính toán dễ hành à? Bộ Phàm tự giễu cười một tiếng, không phải trấn trưởng ngươi, cái kia chẳng lẽ là hàng rèn lão đoàn, vẫn là học đường Triệu lão đệ? Tống Lại Tử ngoài ý muốn nói, không phải bọn hắn. Bộ Phàm lắc đầu, nghe ngươi khẩu khí, ngươi cùng bọn hắn rất quen. Bộ Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng có chút khóc cười không được. Một cái là tu tiên giới tiếng tăm lừng lấy luyện khí tông sư, một cái khác là uy danh hiển hách đại tướng quân, đều cùng Tống Lại Tử xưng huynh gọi đệ, còn có một cái thiên tiên đại gia, bối cảnh này cũng không phải là đồng dạng tông môn có thể so sánh. Tạm được, bình thường không có việc gì uống chút rượu nói chuyện tâm tình. Tống Lại Tử như tên trộm cười một tiếng, ta vài ngày trước còn nghĩ qua cho Triệu lão đệ giới thiệu cái đối tượng đây, đáng tiếc Triệu lão đệ đều trướng mắt, ngươi người này thế nào người nào cũng dám giới thiệu á? Bộ Phàm cười khổ lắc đầu, chấn trưởng, ngươi này ngược lại là hiểu lầm ta đây chính là làm tiểu trấn,
Tống Lại Tử nghiêm mặt nói, Lam Tiểu Trấn, Bộ Phàm hồ nghi nói, đúng vậy à, tuy là ta không biết rõ Triệu Lão Đệ thân phận gì, nhưng hắn tại học đường dạy học đó là một đỉnh một tốt nguyên cớ. Muốn lưu lại Triệu Lão Đệ người, nhất định phải để hắn tại chúng ta Tiểu Trấn an cái nhà. Tống Lại Tử nghiêm túc nói, đây cũng là người cho Ngô Phu Tử giới thiệu đối tượng nguyên nhân. Bộ Phàm một mặt cổ quái nói, Trấn trưởng, Ngô Phu Tử sự tình, nhưng không có quan hệ gì với ta à. Là trong Tiểu Trấn có mấy cái lão thái thái trùng ý Ngô Phu Tử người. Ngươi là không biết rõ Ngô Phu Tử tại bọn hắn kia tuổi, thế như một cánh hoa, ta chính là thuộc về tự nguyện giúp người. Tống Lại Tử bận biệu giải thích nói, Bộ Phàm khóe miệng khẽ động mấy lần. Lấy giúp người làm niềm vui, ngươi sau đó vẫn là ít cho Ngô Phu Tử người tiến cử. Ngô Phu Tử nói với ta, bây giờ hắn nhìn thấy ngươi liền muốn trốn. Bộ Phàm khoát khoát tay, không thể nào, lần trước ta cho Ngô Phu Tử giới thiệu Tiểu Trấn đầu Tây Hoa Đại Nương. Ta nhìn Ngô Phu Tử đối cái kia Hoa Đại Nương có ý tứ á? Tống Lại Tử nghi ngờ nói, ta xem là ngươi cảm thấy á? Bộ Phàm lại lắc đầu, hắn tự nhiên biết trong miệng Tống Lại Tử Hoa Đại Nương là ai. Hoa Đại Nương năm đó đến thôn cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân, bây giờ đến tuổi thất tuần, nhưng bởi vì Tiểu Trấn thiên địa linh khí nồng đậm, Hoa Đại Nương tóc hoa râm, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, sắc mặt cũng tươi cười rạng rỡ. Tuy là Ngô Huyền Tử cùng Hoa Đại Nương nhìn lên không chênh lệch nhiều tuổi tác, nhưng Ngô Huyền Tử là ai? Đây chính là sống bao nhiêu năm tháng lão quái vật, là cái gì quốc sắc thiên hương hoa nhiều nguyệt thẹn, nhưng nước nghiêng thành giai nhân không biết nhìn bao nhiêu, lại thế nào khả năng đối trong Tiểu Trấn một cái lão thái thái có ý tứ? Lão Tống, ngươi sau đó vẫn là ít cho Ngô Phu Tử người tiến cử. Bộ Phàm thần tình nghiêm túc, cảnh cáo nói, bây giờ Ngô Phu Tử thế nhưng chúng ta Tiểu Trấn người thủ hộ, có hắn tại, chúng ta Tiểu Trấn gặp được chuyện gì đều không phải sự tình. Vạn nhất ngày nào bị ngươi hủ chạy, đừng nói là ngươi đại gia không buông tha ngươi, ta cũng không buông tha ngươi. Trấn trưởng, ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Tống Lại Tử nhún nhún vai, một mặt vô tội nói, bất quá Hoa Đại Nương khẳng định sẽ thất vọng, ngươi còn có rảnh rỗi quan tâm người khác, ta nhìn ngươi vẫn là quan tâm một thoáng chính ngươi à. Bộ Phàm tức giận nói, ta có cái gì tốt quan tâm, trời sập xuống không phải còn có Trấn trưởng ngươi treo lên ư? Tống Lại Tử cười đùa tí từng nói, trong lòng Bộ Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, cái này vô liêm sỉ người chỉ sợ nói liền là Tống Lại Tử loại người này. Đúng rồi, Trấn trưởng, ngươi mới nói có người có thể đối phó ta gặp phải tu sĩ kia, ngươi nói người sẽ không phải là Ngô Phu Tử. Tống Lại Tử đột nhiên phản ứng lại, hậu chi hậu giác nói, ngươi hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận à? Bộ Phàm trừng Tống Lại Tử một chút, tất nhiên, nếu là ngươi đại gia ở đây, hắn cũng có thể đối phó ngươi phía trước gặp phải tên tu sĩ kia. Ta đại gia lợi hại như vậy? Tống Lại Tử giật mình nói, không phải ngươi cho rằng đây? Bộ Phàm có khi cũng không thể không cảm thán Tống Lại Tử vẫn cất chó, dựa vào một cái miệng, riêng là đem một tên thiên tiên cảnh đoán mo thành chính mình đại gia. Vậy ta còn sợ cái gì à? Trấn trưởng, ngươi là không biết rõ vừa mới ta có lo lắng nhiều à? Con tưởng rằng tu sĩ kia có bao nhiêu lợi hại đây, không nghĩ tới tu sĩ kia liền ta đại gia cũng không sánh được. Tống Lại Tử lắc đầu cảm thán, một bộ rất thất vọng thần tình. Bộ Phàm lập tức một đầu hắc tuyến, đây là Trấn trụ khoe khoang à? Trấn trưởng, ta trước hết không cùng ngươi nói nữa, ta còn muốn trở về tiêu cục, để huynh đệ tranh thủ thời gian trở về, người kia muốn tìm hài tử, để hắn chính mình đi tìm. Tống Lại Tử nói lấy liền đứng lên muốn rời khỏi, ngươi đứng lại đó cho ta. Bộ Phàm vội vàng gọi lại Tống Lại Tử, Trấn trưởng, ngươi còn có chuyện gì? Tống Lại Tử mặt lộ nghi ngờ nói, trước chớ vội đem người gọi về. Bộ Phàm suy nghĩ chốc lát, nhẹ giọng giải thích nói, vì sao? Trấn trưởng, vạn nhất tu sĩ kia tìm kiếm hài tử là làm tu luyện cái gì tà thuật, vậy chúng ta không phải hài tử nhân gia? Tống Lại Tử khó hiểu nói, đây chỉ là một loại khả năng, còn có một loại khả năng là người khác dự định tìm kiếm truyền nhân đệ tử đây. Bộ Phàm hỏi ngược lại, như vậy thế nào? Hắn muốn tìm truyền nhân, hắn chính mình đi tìm, người kia thực lực lại không sao, chúng ta không cần sợ hắn. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái, một bộ hào khí vạn trượng dáng dấp nói, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là cái này tu tiên giới đạo ở chung từ trước đến giờ là muốn anh kết giao, hoặc chẳng thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Bộ Phàm là thật không biết nên nói Tống Lại Tử là tốt, tuy là Tiểu Trấn có Ngô Phu Tử tại, cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ không dám thế nào, nhưng đường đường một cái độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ lại nơi nào là có thể tùy tiện đắc tội. Ta hiểu được, Trấn trưởng, ý của ngươi là đem tu sĩ kia cho răng rắc. Tống Lại Tử đột nhiên hạ giọng, theo sau thò tay làm ra các cổ động tác, ngươi cái này đầu óc đều chứa cái gì à, động một chút lại răng rắc. Chúng ta là người văn minh, người văn minh liền dùng người văn minh phương thức. Bộ Phàm bị Tống Lại Tử động tác làm đến có chút khóc cười không được. Cái kia người văn minh phương thức là? Tống Lại Tử hiếu kỳ hỏi. Ta thẳng thắn cho ngươi một mai có thể chí mạng đan dược, ngươi trực tiếp đưa cho người kia phục dụng, hắn bảo đảm không nhìn thấy ngày hôm sau thái dương. Ngươi nói phương thức này thế nào? Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai của Tống Lại Tử, mặt mang nụ cười nói, ngoạ tào, Trấn trưởng, chiêu này được à? Giết người trong vô hình cũng sẽ không tay bẩn. Mắt Tống Lại Tử sáng lên, lập tức giơ ngón tay kẻ lên nói, oanh. Bộ Phàm khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên, đột nhiên nâng chân liền hướng Tống Lại Tử bờ mông đá tới. Ai u, Tống Lại Tử nên kêu thà một tiếng, che bờ mông, một mặt vô tội nói, Trấn trưởng, ngươi làm gì không lý do đạp cái mông ta à? Bộ Phàm hừ nhẹ một tiếng,
Ta vừa mới chỉ là đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng là thật à? Hơn nữa, ngươi có thời gian nghĩ đến thế nào đem người kia giải quyết, ngươi còn không bằng để Ngô Phu Tử đi cùng người kia đàm phán. Nói không chắc Ngô Phu Tử cùng người kia nhận thức, cái này thiên nam tu tiên giới đối với người bình thường mà nói, cực kỳ bao la. Nhưng đối với đứng trên đỉnh kim tự tháp tu sĩ mà nói, cái này thiên nam tu tiên giới cũng bất quá là lớn một điểm địa phương thôi. Lẫn nhau ở giữa, cho dù chưa từng thấy, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua đối phương danh hào. Hóa ra trấn trưởng ngươi nói người văn minh phương thức là đàm phán á? Ngươi nói liền thôi, làm gì đá người bờ mông à? Cái mông ta lại cùng ngươi không cừu. Tống Lại Tử trong miệng lầm bầm, dùng một bộ oán phụ ánh mắt nhìn xem Bộ Phàm, phảng phất Bộ Phàm làm cái gì người người oán trách sự tình. Ngươi nói thêm câu nữa liền hướng trên mặt ngươi đạp. Bộ Phàm sầm mặt lại, vậy ngươi vẫn là đạp cái mông ta tốt, ta thế nhưng dựa vào mặt ăn cơm, không còn gương mặt này, ta sau đó sống thế nào à? Tống Lại Tử rất là tự luyến nói, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Bộ Phàm bận biểu khoát tay, thực tế quá cay mắt. Cũng khó trách Ngô Huyền Tử sẽ đôi Tống Lại Tử tránh không kịp. Liên cái này không biết xấu hổ ra mặt của thực là vô địch thiên hạ. Ta đi đây. Tống Lại Tử thận trọng quay đầu, tựa như tại chờ đợi giữ lại. Ta thật đi. Các Bộ Phàm không có giữ lại, Tống Lại Tử lại bổ sung một câu. Bộ Phàm nâng chán, hắn có loại không muốn nhận thức người này ý nghĩ. Chờ một chút. Bỗng nhiên Bộ Phàm nghĩ đến cái gì. Ta liền biết trấn trưởng ngươi khẳng định còn có việc. Tống Lại Tử bước chân dừng lại, cười đùa tí từng nói. Trấn trưởng, lần này lại có chuyện gì á? Phía trước tu sĩ kia không phải cho ngươi một bình đan dược ư? Ngươi không cho ta giúp kiểm nghiệm một thoáng, nhìn một chút có hay không có độc? Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Trấn trưởng, ngươi liền cái này cũng biết à? Tống Lại Tử trợn tròn mắt, bớt nói nhiều lời. Bộ Phàm đã không muốn cùng Tống Lại Tử nhiều lời nửa câu, hắn sợ nói tiếp Tống Lại Tử lại sẽ toát ra lời gì tới. Tống Lại Tử không do dự, đem phía trước Thiên Tuyển lão nhân cho đan dược để Bộ Phàm kiểm nghiệm. Bộ Phàm nhìn một chút, xác nhận đan dược này chính xác là có thể cường tráng thể phách đan dược phía sau, để Tống Lại Tử yên tâm phục dụng. Nguyên lai còn có cường thân kiện thể dược khoan. Tống Lại Tử xoa xoa tay, cười đùa tí từng nói. Trấn trưởng, ngươi lợi hại như vậy, vậy có hay không? Sau này hãy nói. Bộ Phàm khoát khoát tay. Vậy quyết định như thế, ta hiện tại liền đi thư viện cùng Ngô Phu Tử nói tu sĩ kia sự tình. Không chờ Bộ Phàm mở miệng, Tống Lại Tử tranh thủ thời gian hướng ngoài sân sông tới ra ngoài, tựa như sợ sẽ bị Bộ Phàm cự tuyệt. Nhưng chạy một hồi, Tống Lại Tử bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về chỗ không xa tòa kia phổ phổ thông thông nông gia tiểu viện. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác trấn trưởng mới là tiểu trấn ngưu bức nhất người? Khai Nguyên phủ, La Dương huyện phía tây có một tòa tàn tạ miếu thờ. Trong miếu thờ ngay phía trên có một tòa cổ lão tượng đá tai to mặt lớn, một tay chồng đỡ mặt, cười híp mắt nằm nghiêng. Bởi vì quanh năm không có người dọn dẹp, tượng đá treo đầy mạng nhện, trò bụi, nhìn lên 10 điểm cũ nát. Lúc này, một tên dáng dấp ước chừng 4-5 tuổi hài đồng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào. Không nghĩ tới cái này lão lừa chọc tại nơi này cũng có tượng đá. Thiên Tuyền lão nhân thần tình bình thường, yên tĩnh nhìn qua trước mặt cũ nát tượng đá. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, như bọn hắn những cái này độ kiếp kỳ tu vi muốn tất cả đột phá, chỉ có thể rời đi thiên nam tu tiên giới, tiến về hư không vô tận bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng hư không vô tận không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, trong đó hung hiểm cũng chỉ có đỉnh tiêm tu sĩ mới rõ ràng. Nguyên cớ, rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ sẽ ở thọ nguyên gần tới phía trước, mời mấy tên tu vi không sai biệt lắm đồng bạn một chỗ tiến về hư không vô tận. Mà trước mắt tượng đá này chủ nhân từng tại vạn năm trước mời qua hắn, nếu không năm đó ta không cách nào rời đi, ta khả năng khi đó liền theo các ngươi cùng nhau đi trong hư không. Thiên Tuyền lão nhân chậm chậm lắc đầu, bỗng nhiên tay nhỏ vung lên. Trong miếu thờ bỗng nhiên cuộn lên một trận cuồng phong, bốn phía quét sạch. Một lát sau, nguyên bản cho bụi miếu hoang qua trong giấy lát mềm đến sạch sẽ vô cùng. Bây giờ hỗn độn thần tử xuất hiện, chỉ cần đem cả đời sở học truyền thụ cho thần tử, ta cũng nên đi hư không vô tận tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ hắn thọ nguyên cũng không nhiều, nhưng sống 1-2 ngàn năm vẫn là không có vấn đề. Khoảng thời gian này cũng đầy đủ hắn bồi dưỡng hỗn độn thần tử. Cuối cùng, hư không vô tận tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh địa phương. Thiên Tuyền lão nhân cũng không dám khẳng định hắn có thể hay không tại hư không vô tận bên trong còn sống sót. Nếu không trải qua chàng hạo kiếp kia, chúng ta thiên nam tu sĩ cần gì phải bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Thiên Tuyền lão nhân thở dài một tiếng. Vạn cổ đệ nhất tông tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời, trong đó cũng lưu truyền rất nhiều liên quan tới thiên nam tu tiên giới một chút chuyện bí ẩn, mà Thiên Tuyền lão nhân liền từng ở trong tông môn trong cổ tịch thấy qua một chút ghi chép. Bây giờ thiên nam tu tiên giới đã từng bị ngoại giới tu sĩ xưng là thiên nam giới, là rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ cơ duyên địa phương. Ngay lúc đó thiên nam tu sĩ không hề giống bây giờ như vậy, chỉ có thể dừng bước tại độ kiếp kỳ, mà là có thể tu luyện tới thiên tiên, thậm chí cao hơn chân tiên, huyền tiên cảnh giới. Thế nhưng trải qua một tràng đại hạo kiếp phía sau, thiên tiên trở lên tu vi tu sĩ đột nhiên biến mất, thiên nam giới tiên nguyên khí cũng từng bước mỏng manh. Mà liên quan tới chàng hạo kiếp kia là cái gì, cổ tịch cũng không có ghi chép. Nhưng Thiên Tuyền lão nhân vẫn là thông qua lật xem rất nhiều trong tông môn cổ tịch, biết vạn cổ đệ nhất tông chỗ tồn tại hắc hải là trận kia đại hạo kiếp tạo thành.
Phải biết Hắc Hải một mực đến nay là địa phương cực kỳ thần bí. Bên trong thời tiết biến ảo khó lường, vẫn tồn tại rất cường đại hung mãnh hải thú. Cho dù là đại thừa, độ kiếp tu sĩ cũng không cách nào tại Hắc Hải bên trong thời gian dài lưu lại. Mà bọn hắn vạn cổ đệ nhất tông tồn tại tựa như trấn thủ tại Hắc Hải bên trong. Hỗn độn ra, thiên địa biến, tông môn hương. Trong miệng Thiên Tuyển lão nhân lẩm bẩm. Phải biết những lời này một mực bị mỗi một thời đại vạn cổ đệ nhất tông trưởng môn truyền miệng. Có người suy đoán chỉ cần hỗn độn thần tử xuất thế, như thế hắn sẽ dẫn dắt vạn cổ đệ nhất tông trọng trấn năm đó huy hoàng. Nhưng tương tự cũng có người cảm thấy hỗn độn thần tử xuất thế, thiên nam tu tiên giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoặc tân sinh, hoặc diệt vong. Một bên khác, nguyên bản Ngô Huyền Tử tại thư viện nhàn nhã quét lấy. Mô phu tử, đột nhiên một cái rất tinh tường âm thanh truyền đến. Ngô Huyền Tử toàn thân run lên. Dương mắt liền gặp xa xa một cái tướng mạo hèn mọn lão hắn cười đùa tí từng hướng bên này chạy tới. Mô Huyền Tử mặt không biểu tình, giả bộ như không thấy người, quay người lập tức liền đi. Mô phu tử, Tống Lại Tử lại kêu vài tiếng, nhưng Ngô Huyền Tử bước chân không có chút nào ý dừng lại, ngược lại tăng nhanh mấy phần. Mô phu tử, chớ đi à, lần này là trấn trưởng có chuyện tìm ngươi. Nghe xong lời này, Mô Huyền Tử bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, mặt lộ nghi ngờ nói, tiên sinh, tin ta có việc, ta còn có thể gạt ngươi sao? Tống Lại Tử hơi thở hổn hển, khó hiểu nói, ta nói Ngô phu tử, ngươi vừa mới thế nào liền gặp được ta bỏ chạy á? Ta cũng không phải ăn người lão hổ. Mô Huyền Tử khóe mắt rung động mấy cái, hắn cảm thấy Tống Lại Tử so ăn người lão hổ còn hung tàn. Tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Mô Huyền Tử không muốn tại đề tài này nhiều lời, nói sang chuyện khác. Cũng không tính là gì sự tình, liền là phía trước ta gặp được một cái tu sĩ. Tống Lại Tử đơn giản gặp đến Thiên Tuyển lão nhân sự tình nói lên đi ra. Trấn trưởng nói tu sĩ kia tu vi không được tốt lắm, để ngươi xuất mã liền có thể dễ dàng giải quyết. Tống Lại Tử lại bổ sung một câu, ý của tiên sinh là để ta đem tu sĩ kia xử lý. Mô Huyền Tử cau mày nói, không phải, trấn trưởng nói ngươi có lẽ nhận thức người kia, để ngươi hỏi người nọ một chút tìm hài tử làm gì. Con nói nếu là người kia là tà tu lời nói, vậy cũng không cần lưu thủ. Tống Lại Tử gái gãi đầu, cười đến rất là hèn mọn. Vậy ta minh bạch. Mô Huyền Tử vuốt vuốt râu bạc, gật gật đầu, cái kia Ngô phu tử, có cần hay không ta cùng ngươi một chỗ á? Tống Lại Tử cười la mảnh nói, không cần, ta một người liền thành. Mô Huyền Tử lắc đầu, hỏi, tu sĩ kia có phải hay không tại phía tây miếu thờ bên trong? Người kia liền là nói như vậy. Tống Lại Tử tiếng nói vừa mới rơi, Mô Huyền Tử thân ảnh quỷ mị biến mất. Ta đi, nhanh như vậy. Tống Lại Tử trợn mắt hốc mồm. Mô Huyền Tử thân hình xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ một chỗ trong rừng cây, thần thức thả ra. Bây giờ bởi vì trong tiểu trấn bị đủ loại bí mật trận pháp gia trì, ở trong trấn nhỏ không cách nào dùng thần thức thăm dò ngoài trấn nhỏ tình huống. Đồng dạng ngoài trấn nhỏ tu sĩ cũng không cách nào thăm dò trong tiểu trấn tình huống. Mà giờ khắc này, trong miếu đổ nát nhắm mắt tĩnh tọa Thiên Tuyển lão nhân hai mắt đột nhiên mở ra. Đạo hữu, không ngại tụ họp một chút. Mô Huyền Tử não hải vù vù một thoáng, bỗng nhiên vang vọng một cái vô cùng già nua âm thanh. Độ kiếp hậu kỳ, Mô Huyền Tử biến sắc mặt. Phải biết độ kiếp hậu kỳ thế nhưng tu tiên giới đỉnh cao nhất tồn tại, nếu là dạng tu vi này cũng gọi không được tốt lắm. Cái kia toàn bộ tu tiên giới liền không có tu vi tốt đi. Bất quá, nghĩ đến người nói lời này là bộ phàm, Mô Huyền Tử liền hiểu rõ. Đối với vị kia tồn tại, độ kiếp tu sĩ còn thật không tính thế nào. Gặp qua đạo hữu, Mô Huyền Tử thở sâu, cũng không có chần chờ, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại miếu hoang phía trước, chắp tay hành lễ nói, đạo hữu, không cần đa lễ. Nếu là bản tọa không đoán sai, đạo hữu xác nhận cái này đại ngụy thánh nhân Ngô Huyền Tử à? Kèm theo tiếng này thanh âm già nua, Thiên Tuyển lão nhân chậm rãi theo trong miếu đổ nát đi ra. Đạo hữu nói đùa, ta nơi nào là cái gì thánh nhân à? Ngô Huyền Tử bật cười lắc đầu. Đối với trước mắt tựa như 4-5 tuổi hài đồng dáng dấp độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn cũng không nhiều làm bất ngờ. Cuối cùng, trong tu tiên giới công pháp đủ loại, có thể để người tu luyện biến đến có khác hẳn với thường nhân công pháp thực tế quá nhiều. Đối với Ngô Huyền Tử tao ngộ Thiên Tuyển lão nhân sự tình, bộ phàm cũng không rõ ràng. Giờ phút này, Tiêu Hỉ Bảo cao hứng cầm lấy nàng máy tốt yếm đỏ cho hắn nhìn. Cái này yếm đỏ bên trên thêu lên một đầu nhìn lên béo khỏe đại mập hồng cá. Phụ thân, ngươi xem một chút, có đẹp hay không? Tiêu Hỉ Bảo giơ cao lên tay nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ vui sướng nụ cười. Ân, đẹp mắt, đầu này mập, không đúng, đầu này cá chép đỏ thêu đến giống như đúc, sinh động như thật. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, có bài bản hẳn hoi bình luận. Cái kia phụ thân có thể hay không để một bài thơ? Tiêu Hỉ Bảo cười đến càng có thể yêu. Đề thơ, bộ phàm khó hiểu nói. Ân. Ta muốn theo tại cái yếm nhỏ bên trên, đưa cho tiểu muội muội, có thể hay không nha? Phụ thân, Tiêu Hỉ Bảo kéo lấy tay hắn, làm nũng nói. Bộ phàm cảm thấy trên đời này làm cha đều không thể chống lại khuê nữ nũng điệu giả ngây thơ. Không sai, giờ phút này hắn nghe lấy Tiêu Hỉ Bảo cái kia nhuyễn manh âm thanh. Trong lòng đều muốn tan, cho dù Tiêu Hỉ Bảo nói muốn toàn bộ thế giới, hắn cũng sẽ đem toàn bộ thế giới cho chinh phục. Tất nhiên có thể, bộ phàm cười lấy vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiêu Hỉ Bảo. Vậy ta đi cầm giấy. Tiêu Hỉ Bảo tranh thủ thời gian chạy chậm đi thư phòng, đem bút mực giấy nghiên cho lấy ra ngoài, theo sau chỉnh tề bày ra trên bàn. Phụ thân, nhanh viết. Tiêu Hỉ Bảo mở to ngập nước mắt to, không kịp chờ đợi nói. Tốt. Bộ phàm cười lấy đáp. Thế nào? Lúc này, Đại Ni cùng Tiểu Ni từ trong nhà đi ra,
nhìn thấy trong viện tử thân mật hai cha con. Đại Ni hiếu kỳ nói, Tiêu Hỉ bảo để ta đề bài thơ, muốn theo tại yếm đỏ lên. Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Đại Ni cười nói, ân ân, mẫu thân, ta muốn đưa cho tiểu muội muội đồ tốt nhất, phụ thân thơ liền là tốt nhất. Tiêu Hỉ bảo điểm một cái đầu nhỏ, mặt nhỏ cực kỳ chân thành nói, bị người khác sùng bái, trong lòng Bộ Phàm ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng bị chính mình con gái ruột sùng bái, cảm giác kia đặc biệt thoải mái. Chính xác, tỷ phu thơ thế nhưng thiên kim khó cầu, tiểu ni thế nhưng rõ ràng trong tiểu trấn có không ít người muốn cất giữ tỷ phu chữ xem như bảo vật gia truyền, nhưng nàng tỷ phu lưu truyền chữ đại đa số là dược phương bên trên chữ, vẫn như trước bị rất nhiều người tranh nhau cất giữ, mà có thơ chữ, cái kia càng là vật yêu thích. Phía sau, Bộ Phàm đứng ở trước bàn đá, suy nghĩ muốn chơi không cái nào bài thơ, mà Đại Ni cùng Tiểu Ni, Tiểu Hỉ bảo đứng ở một bên, giữ im lặng tại một bên chờ đợi. Vậy liền cái này một bài à? Mắt Bộ Phàm sáng lên, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một bài thơ, nhanh chóng nhấc lên bút lông, chấm mực, thần tình trang trọng vô cùng, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Đại tỷ, người có hay không có cảm thấy tỷ phu dường như biến thành người khác? Tiểu Ni ngơ ngác một chút, sợ làm phiền đến Bộ Phàm làm thơ. Hạ giọng ghé vào Đại Ni bên tai nhẹ giọng hỏi, vậy đại khái liền là nghiêm túc làm việc nam nhân càng có mị lực à? Đại Ni cười yếu ớt hồi đáp, Tiểu Ni có loại bị đút một cái cẩu lương cảm giác. Mà ngay tại Bộ Phàm đặt bút trong tích tắc, tiểu trấn thư viện, học đường hạo nhiên chi khí hình như chịu đến cái gì triệu hoán, như đại hải tuôn ra. Thư viện, học đường tiên sinh sắc mặt biến hóa, cùng nhau hướng một chỗ nhìn lại, cái địa phương kia không phải nơi khác, chính là nhà trấn trưởng vị trí. Viện trưởng đây là lại viết ra cái gì kinh thiên tác phẩm? Một lát sau, chúng thư viện, học đường tiên sinh nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kính trọng vẻ sùng bái. Cùng lúc đó, phong phú hạo nhiên chi khí điên cuồng hội tụ tại Bộ Phàm ngòi bút bên trên, mắt như chân châu vẩy như tiền, lúc nào cũng động chơi ra còn thầm. Trong sông mà đến Long Môn đi, không than giang hồ tuế nguyệt sâu. Bộ Phàm một bên rồng bay phượng múa tại trên giấy tuyên viết lấy, một bên trong miệng lẩm nhẩm, Thanh Dương hồ thị đại ngụy vương triều lớn nhất ao hồ. Mà giờ khắc này, Thanh Dương trên hồ không thiên biến sắc, yên lặng mặt hồ bỗng nhiên cùng phong gào thét, hồ nước biến đến sôi trào mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, âm thanh như lôi đình vạn quân, thế như vạn mã bôn đằng. Hống, lại tại lúc này, một tiếng lạnh giá thú tiếng gào thét truyền ra, kỳ thực không riêng Thanh Dương hồ, toàn bộ thiên nam đại lục ao hồ đều xuất hiện loại tình huống này. Sa mạc bên trong, một nhóm quần áo cổ quái người chậm rãi đi về phía trước. Người đi đường này có sức sống thanh xuân thiếu nữ áo đỏ, tướng mạo tuấn lãng thanh niên, phúc hậu hơi mập công tử ca, cùng thân hình cao lớn tráng hán. Mà tại trên đầu vai tráng hán còn nắm sấp một con khỉ nhỏ. Sư muội, người thế nào? Bỗng nhiên, cái tướng mạo kia tuấn lãng thanh niên chú ý tới bên cạnh thiếu nữ áo đỏ bước chân dừng lại, mặt lộ quan tâm hỏi, sư huynh, ta không sao. Cái kia thiếu nữ áo đỏ chậm chậm lắc đầu, theo sau chân mày cau lại, khó hiểu nói, chỉ là ngay tại vừa mới trong cơ thể ta tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí, nháy mắt huyết mạch chi lực của ta tinh thuần. Huyết mạch tinh thuần? Tướng mạo tuấn lãng thanh niên mắt lộ về kinh ngạc, không chỉ là hắn, tính cả bên cạnh hắn hai tên đồng bạn giống như vậy. Tất nhiên, trang hàn cao lớn trên vai cái kia tiểu hầu tử cũng đồng dạng lộ ra rất có nhân tính vẻ kinh ngạc. Càng quỷ dị chính là cái này tiểu hầu tử đột nhiên tự nhiên thêm ra một cái bảng đen, tiếp lấy nhanh chóng tại bảng đen xót xót viết cái gì, theo sau giơ lên bảng đen. Sư muội, người có thể hay không tính sai? Huyết mạch chi lực thế nào không lý do liền tinh thuần? Sư huynh, ta không có khả năng tính sai. Ngay tại vừa mới ta tu vi trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Cái kia thiếu nữ áo đỏ cũng không nhiều lời, trực tiếp đem khí tức phát ra. Tu vi rõ ràng là yêu thánh hậu kỳ. Ta đi, cũng thật là tiểu hồng sư muội tu vi rõ ràng so hầu ca còn cao. Lúc này, cái kia phúc hậu công tử ca kinh ngạc nói, mẹ ngốc tử, không biết nói chuyện liền ít đi nói một câu. Tiểu hầu tử đột nhiên lại giơ lên bảng đen, một mặt nộ khí chừng lấy cái kia phúc hậu công tử ca. Đối với bên cạnh một người một khỉ đùa giỡn, lục nhân cũng không đi để ý tới, mà là nhíu mày suy tư một hồi. Ta muốn việc này có lẽ cùng chúng ta sư phụ có quan hệ. Sư phụ, chàng diện đột nhiên an tĩnh lại, từng đôi mắt nháy mắt tập trung ở lục nhân trên mình, đều đang đợi lục nhân lời kế tiếp. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, ta từng nghe sư cô nói qua, sư phụ là một cái cực kỳ cường đại thần bí tồn tại, có thể tùy tiện thay đổi thời gian vạn vật vận hành quy luật. Lục nhân cân nhắc một hồi, nhẹ giọng giải thích nói, tiểu hầu tử đám người đưa mắt nhìn nhau, kỳ thực bọn hắn sư phụ có biết bao ghê gớm, chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Sư phụ kia tại sao phải cho ta tăng lên huyết mạch chi lực? Thiếu nữ áo đỏ khó hiểu nói, không rõ ràng, nhưng sư phụ làm như thế, khẳng định có dụng ý của hắn. Lục nhân ánh mắt kiên định sùng bài nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tiếp tục hướng Tây Phương đi. Không nghĩ tới như vậy địa phương hoang vu cũng có một tòa tự miếu. Nói lấy, lục nhân dương mắt nhìn về phương xa, ánh mắt lấp lóe. Tốt nhất tòa tự miếu kia không muốn như phía trước cái kia Phạm Tịnh tự đồng dạng. Cũng là ông ấy không chịu nổi địa phương, không phải ta không ngại lại hủy một tòa. Khai Nguyên Phủ, La Dương huyện phía Tây miếu hoang phía trước, đứng đấy hai người. Một vị là già nhưng vẫn tráng kiện lão già, một vị khác là ước chừng 4 năm tuổi Hải Đồng. Hải Đồng phấn nộn. Tựa như theo tránh Tết đi ra phúc hoa. Nhưng giờ phút này, cái kia già nhưng vẫn tráng kiện lão già chính đối đứa bé kia cung kính hành lễ. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cảm thấy cổ quái. Đối với Hải Đồng trước mặt,
Mô Huyền Tử nhưng nửa điểm cũng không dám qua loa, thái độ có lễ có tiết, không kiêu ngạo không tự ti. Cuối cùng hắn cũng là thấy qua việc đời, chứ không nói vị kia thần bí bộ tiên sinh, liền nói Hồng Thất cũng liền là lão khất cái, bây giờ đây chính là thiên tiên cảnh tồn tại, mà Thiên Tuyển lão nhân cũng không có lấy mạnh hiếp yếu. Tuy là Nho Đạo Á Thánh luận giá tu vi so hắn thấp hơn rất nhiều, nhưng luận đến đối thiên đạo cảm ngộ, Nho Đạo Á Thánh viễn siêu tại hắn. Đạo hữu, toàn bộ Thiên Nam đại lục có thể nho đạo nhập thánh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, gọi đạo hữu một tiếng thánh nhân cũng không đủ. Thiên Tuyển lão nhân chậm chậm lắc đầu. Nho Đạo Á Thánh cứ việc không cách nào cùng chân chính Nho Đạo thánh nhân so sánh, nhưng cũng đủ để bị mọi người tôn xưng làm thánh nhân. Húng chi toàn bộ Thiên Nam đại lục cũng mới 2 vị Nho Đạo thánh nhân, trong đó một vị còn sớm tại hàng vạn năm trước liền rời đi phương thiên địa này, bây giờ chỉ còn dư lại một vị Nho Đạo thánh nhân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mô Huyền Tử cũng không có ở trên vấn đề này dây dưa, cung kính ôm quyền do hỏi. Thiên Tuyển tử. Thiên Tuyển lão nhân cười nhạt một tiếng, ngư khí mây trôi nước chảy, nhưng phối hợp hàn cái kia non nớt mặt nhỏ thế nào nhìn thế nào có chút không hài hòa. Thiên Tuyển tử, trong miệng Ngô Huyền Tử lẩm bẩm, cau mày, hắn cũng chưa nghe nói qua tên này húy, nhưng Thiên Nam đại lục biết bao bao la, vẫn là tồn tại một chút không hỏi thế sự khổ tu người. Bản tọa quanh năm bế quan, rất ít cùng ngoại giới có tiếp xúc, đạo hữu chưa nghe nói qua cũng không kỳ quái. Thiên Tuyển lão nhân nhìn ra Ngô Huyền Tử ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, bất quá bản tọa nhìn đạo hữu không giống như là không có ý đi ngang qua nơi đây à. Chính xác như đạo hữu nói, tại hạ cũng không phải là không có ý đi ngang qua nơi đây. Mô Huyền Tử cũng không phủ nhận, thoải mái thừa nhận, mà Thiên Tuyển lão nhân rất hứng thú nhìn qua Ngô Huyền Tử, tựa hồ tại chờ đợi Ngô Huyền Tử lời kế tiếp. Mô Huyền Tử cũng không để Thiên Tuyển lão nhân chờ lâu, nhẹ giọng mở miệng hỏi, đạo hữu, người lúc trước phải chăng gặp được một cái bề ngoài xấu xí lão hán? Bề ngoài xấu xí lão hán? Thiên Tuyển lão nhân sửng sốt một chút, nhưng trong đầu lập tức hiện lên một cái nịnh nọt mặt mau. Người biết lão hán kia? Thiên Tuyển lão nhân kinh ngạc nói, miễn cường tính toán nhận thức. Mô Huyền Tử ho nhẹ một tiếng, trên mặt không tự chủ có rút mấy lần, nhưng vẫn là bị Thiên Tuyển lão nhân nhạy bén phát giác được. Trong lòng Thiên Tuyển lão nhân nghi hoặc, cứ việc Mô Huyền Tử che giấu đến rất tốt, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được Mô Huyền Tử nghe nói cái kia bề ngoài xấu xí lão hán thời gian, trên mặt xuất hiện một loại cực kỳ nét mặt cổ quái. Loại này nét mặt cổ quái có bất đắc dĩ, có dâu dị, có phức tạp, có cười khổ. Chẳng lẽ lão hán kia đối Mô Huyền Tử làm cái gì? Chuyện này không có khả năng lắm á. Mô Huyền Tử nói thế nào cũng là Nho Đạo Á Thánh, mà lão hán kia tuy là huyết khí mạnh hơn người thường, nhưng ở trước mặt Mô Huyền Tử căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Thiên Tuyển lão nhân cũng không nghĩ nhiều, cười nói, khó trách lão hán kia khí huyết khác hẳn với người thường, có lẽ là đạo hữu công lao à. Đạo hữu ngược lại hiểu lầm, cái kia tống lại tử khí huyết mạnh thịnh hòa tại hạ không một chút quan hệ. Mô Huyền Tử lắc đầu, nguyên lai lão hán kia gọi tống lại tử, chính xác người cũng như tên à. Thiên Tuyển lão nhân hồi tưởng một thoáng tống lại tử tướng mạo, không khỏi gật gật đầu, bất quá ngươi nói cái kia tống lại tử khí huyết mạnh thịnh hòa ngươi không quan hệ, nhưng ta nhìn cái kia tống lại tử cũng không giống là trời sinh thể chất đặc thù người, càng giống là hậu thiên gây nên. Điểm ấy nhãn lực Thiên Tuyển lão nhân vẫn phải có. Đạo hữu, tống lại tử khí huyết tràn đầy chính xác là hậu thiên gây nên, chỉ là hắn khí huyết mạnh thịnh hòa tại hạ không quan hệ, nhưng cùng một người khác có quan hệ. Nói đến một người khác, Mô Huyền Tử trong mắt có khó nén vẻ sùng kính. Một màn này để nội tâm Thiên Tuyển lão nhân kinh dị, có thể để đường đường một vị Nho Đạo Á Thánh mặt lộ vẻ sùng kính. Một người khác đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ là Nho Đạo Thánh Nhân? Cuối cùng, Mô Huyền Tử đối mặt hắn thời gian cũng chỉ là cung kính, nhưng nơi này thiên địa linh khí cũng không nồng đậm, thậm chí có thể nói là cằn cỗi. Chỉ như vậy một cái địa phương, chẳng những có Nho Đạo Á Thánh ở chỗ này ẩn tu, vẫn tồn tại một vị nào đó để Nho Đạo Á Thánh sùng kính tu sĩ. Không biết vị đạo hữu kia là? Thiên Tuyển lão nhân vừa muốn hỏi thăm người kia là ai, xung quanh thiên địa linh lực bỗng nhiên xao động bất an, phảng phất cảm nhận được nào đó lực lượng cường đại hấp dẫn. Mà đúng lúc này, một cỗ vô hình bất hủ khí tức bỗng dưng bắn thẳng đến chân trời, ở trên bầu trời tạo thành từng cái đạo vận phù văn. Tại đạo ý vị, Thiên Tuyển lão nhân thất thanh nói, đồng dạng có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ chỗ không xa có một kiện ẩn chứa đại đạo ý vị thiên địa chí bảo xuất thế. Nhưng như vậy một cái vắng vẻ địa phương làm sao có khả năng có thiên địa chí bảo xuất thế? Phải biết trên thế gian thiên địa chí bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một kiện xuất thế cũng sẽ ở trong tu tiên giới nhắc lên sóng to gió lớn. Nhưng thiên địa chí bảo phổ biến xuất thế địa phương đều là tại Thiên Nam trong tu tiên giới một chút cấm kỵ địa phương. Nhưng cái này cấm kỵ địa phương cho dù thân là độ kiếp hậu kỳ hắn cũng không dám hứa chắc có thể tại cấm kỵ địa phương sinh tồn. Nhưng nguy hiểm đồng thời cũng đại biểu lấy cơ duyên. Rất nhiều cấm kỵ địa phương đối với tu sĩ mà nói cũng là một loại khác tạo hóa. Chẳng lẽ Thiên Tuyển lão nhân nghĩ đến một loại khả năng, nơi này có một chỗ cấm kỵ địa phương? Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì đường đường một cái Nho Đạo Á Thánh sẽ ẩn tu tại như vậy vắng vẻ địa phương nhỏ. Nhưng Thiên Tuyển lão nhân nhướng mày, cho dù đối với cái này thiên địa chí bảo hắn quả thật có chút tâm động, nhưng hắn mục đích của chuyến này là tìm kiếm thần tử. Huống chi nơi này vẫn tồn tại một vị khác tu sĩ, cứ việc không rõ ràng người kia tu vi như thế nào, nhưng có thể để một vị Nho Đạo Á Thánh đối hắn sùng kính, tu vi lại thế nào khả năng sẽ thấp. Nguyên cớ Thiên Tuyển lão nhân cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết,
Nhưng Ngô Huyền Tử lời kế tiếp lại để Thiên Tuyển lão nhân giật mình. Bộ tiên sinh lại sáng tác ra một bức ẩn chứa đạo vận thư họa. Nhìn qua cái kia đại đạo ý vị, Ngô Huyền Tử cảm thán một tiếng, trên nét mặt tràn đầy thêm muốn vẻ sùng kính. Đạo hữu, người đây là ý gì? Thiên Tuyển lão nhân kinh ngạc nhìn qua Ngô Huyền Tử, cái gì gọi là lại sáng tác ra một bức ẩn chứa đạo vận thư họa? Thiên Tuyển Tử đạo hữu, phía ngươi mới không phải muốn biết tống lại tử khí huyết mạnh thịnh hòa ai có quan hệ ư? Ngô Huyền Tử cười thần bí, hắn nguyên cớ dám cùng phía trước lạ lẫm độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chuyện trò vui vẻ, liên là bởi vì sau lưng hắn đứng đấy vị kia tồn tại. Chẳng lẽ là ngươi vừa mới trong miệng bộ tiên sinh? Thiên Tuyển lão nhân nói thế nào cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, lại thế nào khả năng nghe không ra Ngô Huyền Tử nói bóng gió? Không sai, liên là bộ tiên sinh. Ngô Huyền Tử chắp lấy tay, nhìn về tiểu trấn phương hướng, một cái bao trùm tại phương thiên địa này bên trên tồn tại. Bao trùm tại phương thiên địa này bên trên tồn tại, Thiên Tuyển lão nhân giật mình, lấy bây giờ thiên nam tu tiên giới thiên đạo, chỉ cho phép độ kiếp phía dưới tu luyện, mà độ kiếp tu sĩ làm tránh đi thiên đạo, chỉ có thể lén lút tu hành, không thể thi triển ra nửa điểm độ kiếp kỳ tu vi. Đạo hữu nói bộ tiên sinh là độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi? Thiên Tuyển lão nhân nghi ngờ nói, không biết Thiên Tuyển tử đạo hữu có nghe nói qua Thuần Dương cung Hồng Thất đạo hữu? Ngô Huyền Tử chậm chậm lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, là tên kia? Thiên Tuyển lão nhân còn thật nhận thức Hồng Thất. Nói đến hắn cùng Hồng Thất là cùng một thời đại người, hai người tại lúc tuổi còn trẻ quen biết, một chỗ thăm dò qua bí cảnh, một chỗ bị đuổi giết. Về sau, Hồng Thất nghe nói hắn là ẩn sĩ môn phái đệ tử, liên lập chí muốn xây dựng một cái vượt qua vạn cổ đệ nhất tông tông môn. Bất quá, bây giờ tuy là Thuần Dương cung còn không cách nào cùng vạn cổ đệ nhất tông so sánh, nhưng trong tu tiên giới cũng là nổi tiếng tu tiên tông môn. Bây giờ tên kia tu vi cùng ta không kém bao nhiêu. Thiên Tuyển lão nhân không khỏi bật cười lên tiếng, đã từng kinh tài tuyệt diễm hai người đều thành lão tổ. Mấy năm trước Hồng Thất đạo hữu tu vi có lẽ cùng đạo hữu ngươi không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ Hồng Thất đạo hữu viễn siêu tại ngươi. Nhìn xem Thiên Tuyển lão nhân dáng dấp, Ngô Huyền Tử biết Thiên Tuyển lão nhân cùng lão khất cái khẳng định rất quen. Bất quá, đi đến lão khất cái kia nhàn vân dã học tính khí, lại thích du lịch tứ phương, chỉ sợ người quen biết không ít, không có khả năng. Mấy trăm năm trước, ta còn cùng hắn gặp nhau qua, hắn lúc ấy cũng bất quá là vừa mới bước vào độ kiếp hậu kỳ, mặc dù có cơ duyên gì, cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền đột phá đến độ kiếp đại viên mãn. Thiên Tuyển lão nhân bản thân liền là độ kiếp kỳ, bởi vậy hắn rõ ràng hơn độ kiếp kỳ muốn tại phương thiên địa này đột phá cực kỳ khó khăn, ngắn thì mấy ngàn trên vạn năm, lâu là thọ nguyên sắp tận còn không cách nào đột phá, trừ phi rời đi thiên nam đại lục, đi hư không vô tận bên trong tìm kiếm cơ duyên. Hồng Thất đạo hữu cũng không phải độ kiếp đại viên mãn. Ngô Huyền Tử lại lắc đầu, bởi vì bây giờ Hồng Thất đạo hữu là thiên tiên cảnh, nguyên bản nghe nói lão khất cái không phải độ kiếp kỳ đại viên mãn. Thiên Tuyển lão nhân một bộ ta liền biết rằng rất, cuối cùng độ kiếp kỳ nơi nào là tốt như vậy đột phá, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy độ kiếp kỳ liều chết tiến về hư không vô tận tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là Ngô Huyền Tử nói lão khất cái là thiên tiên cảnh thời điểm, Thiên Tuyển lão nhân thay đổi phía trước mây trôi nước chảy, sắc mặt cực kỳ chấn kinh. Không có khả năng, phương thiên địa này căn bản không được thiên tiên cảnh tồn tại. Thiên Tuyển lão nhân hai mắt lóe ra hùng lệ, hắn không tin Ngô Huyền Tử lại không biết đột phá đến thiên tiên cảnh yêu cầu. Ta cần gì phải lừa gạt đạo hữu ngươi? Ngô Huyền Tử cười nhạt nói, Hồng Thất đạo hữu trước đó vài ngày mới rời khỏi nơi này, có lẽ bây giờ hẳn là ở trên đường trở về. Ngươi ý tứ gì? Thiên Tuyển lão nhân cau mày nói, đạo hữu, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngô Huyền Tử lắc đầu, chắp lấy tay, ngó nhìn tiểu trấn phương hướng. Thiên địa chí bảo là như thế nào chân quý bảo vật, lại xuất hiện tại cái này vắng vẻ địa phương nhỏ, có thể để đường đường một cái thiên tiên cảnh người nguyện lưu tại nơi này. Ngươi nói là bị kia bộ tiên sinh? Thiên Tuyển lão nhân ý thức được cái gì? Phía trước hắn bị lão khất cái trở thành thiên tiên cảnh sự tình khiếp sợ đến. Cuối cùng, muốn trở thành thiên tiên cảnh nhất định cần muốn có tiên nguyên khí tẩy tủy thân thể mới được. Mà bây giờ thiên nam đại lục căn bản lại không tồn tại tiên nguyên khí. Có thể nghĩ đến vừa mới thiên địa chí bảo xuất hiện một màn, cùng Ngô Huyền Tử vừa mới nói vị kia bộ tiên sinh, cho dù Thiên Tuyển lão nhân lại thế nào phản ứng trì độn, cũng ý thức đến cùng Ngô Huyền Tử nói bộ tiên sinh có quan hệ. Chẳng lẽ Hồng Thất đột phá thiên tiên cảnh cũng cùng vị kia bộ tiên sinh có quan hệ? Không có khả năng, đột phá đến thiên tiên cảnh yêu cầu tiên nguyên khí, phương này thiên địa căn bản không có tiên nguyên khí tồn tại. Trong miệng Thiên Tuyển lão nhân lẩm bẩm, vẫn như cũ không thể tin được Hồng Thất trở thành thiên tiên cảnh sự thật. Đạo hữu, nếu không ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng vị chính xác có bản lãnh này, một câu để Hồng Thất đạo hữu đột phá đến độ kiếp đại viên mãn, một bức họa để Hồng Thất đạo hữu trở thành thiên tiên cảnh. Ngô Huyền Tử chậm chậm lắc đầu, đối với Thiên Tuyển lão nhân hoài nghi, hắn cũng không kỳ quái. Kỳ thực đổi lại hắn trước đây, nghe nói có người tại phương thiên địa này đột phá thiên tiên cảnh, hắn cũng không tin. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Cái gì một câu, một bức họa? Thiên Tuyển lão nhân nghi ngờ nhìn về phía Ngô Huyền Tử, hắn rất muốn biết rõ chân tướng. Ngô Huyền Tử liền đem lão khất cái đột phá đi qua đại khái kể ra cho Thiên Tuyển lão nhân nghe. Thiên Tuyển lão nhân càng nghe sắc mặt càng là đặc sắc, hắn căn bản là không có cách tin tưởng lại có thể có người dùng một câu, một bức họa để người cảm ngộ đột phá. Nhất là nghe nói lão khất cái theo độ kiếp hậu kỳ đột phá độ kiếp đại viên mãn thời gian, muốn độ ngũ hành thiên lôi kiếp,
Nhưng Ngũ Hành Thiên Lôi Kiếp lại bị cái kia Bộ Tiên Sinh một ánh mắt cho đẩy lui. Đây là tu vi bực nào mới có thể đem Diệt Sát Độ Kiếp Kỳ Lôi Kiếp đẩy lui à? Cuối cùng, Ngũ Hành Thiên Lôi Kiếp thế nhưng vô số độ kiếp tu sĩ ác mộng. Một khi tao ngộ bên trên, chỉ có thể là cầm mạng nhỏ đánh cược một phen. Nếu không người nói lời này là một vị nho đạo A Thánh, Thiên Tuyển lão nhân đều muốn hoài nghi Ngô Huyền Tử có phải hay không biên cố sự lừa gạt hắn đây. Không biết đạo hữu có thể hay không giúp ta tiến cử vị kia Bộ Tiên Sinh. Thiên Tuyển lão nhân chắp tay, thái độ thành khẩn nói, chuyện này ta yêu cầu cùng Bộ Tiên Sinh nói một thoáng. Ngô Huyền Tử nói khẽ, vậy phiền phức đạo hữu. Thiên Tuyển lão nhân giờ phút này rất muốn gặp vị kia Bộ Tiên Sinh. Bất quá, ta tìm đến đạo hữu ngươi cũng là ý của Bộ Tiên Sinh. Ngô Huyền Tử biết là thời điểm hỏi thăm sự tình. Bộ Tiên Sinh để ngươi tìm đến ta. Thiên Tuyển lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có thể nghĩ đến đối phương khủng bố tu vi, nếu là liền hắn xuất hiện cũng không phát hiện, đó mới là kỳ quái nhất sự tình. Không biết rõ Bộ Tiên Sinh làm cho đạo hữu tìm ta có chuyện gì. Ta nghe nói đạo hữu nhờ cậy Tống Lại Tử tìm kiếm một đứa bé. Không biết đạo hữu vì sao muốn tìm hài tử kia. Ngô Huyền Tử hỏi. Thiên Tuyển lão nhân cân nhắc một hồi, vẫn là đem hỗn độn thần tử sự tình nói ra. Nếu là phía trước Ngô Huyền Tử hỏi việc này, hắn chắc chắn sẽ không nói, thậm chí sẽ cảm thấy Ngô Huyền Tử đường đột. Nhưng hôm nay nghe nói vị kia Bộ Tiên Sinh khủng bố, hắn biết chuyện này căn bản là không có cách che giấu. Bất quá, liên quan tới hỗn độn thần tử cùng vạn cổ đệ nhất tông hưng suy, Thiên Tuyển lão nhân cũng không còn nói cho Ngô Huyền Tử nghe. Thì ra là thế, vậy ta minh bạch, ta trước về tiểu trấn đem sự tình báo cáo Bộ Tiên Sinh nghe. Bộ Tiên Sinh nguyện không nguyện gặp ngươi, ta cũng không rõ ràng. Vậy liền phiền toái đạo hữu. Ngô Huyền Tử đại khái hiểu rõ phía sau, liền hóa thành một đạo trương hồng đi xa. Tiểu trấn, nhà trấn trưởng, Bộ Phàm cùng Đại Ni ngồi ở trong sân trước bàn đá. Tiểu Hỉ Bảo thật cao hứng nâng lên trà bánh chạy tới, sau lưng còn đi theo một mặt bất đắc dĩ tiểu ni. Thiên Tuyển Tử đối ngươi xuất hiện lòng kính sợ, trước mắt điểm hảo cảm làm 50. Thiên Tuyển Tử đối ngươi xuất hiện lòng kính sợ, trước mắt điểm hảo cảm làm 60. Thiên Tuyển Tử đối ngươi xuất hiện lòng kính sợ, trước mắt điểm hảo cảm làm 80. Trong đầu đột ngột vang lên một cái không có chút nào tâm tình hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bộ Phàm, Mô Phu Tử đến cùng nhân gia thổ cái gì ngư bức à?